Ồ, nhưng mà hôm nay tôi sẽ hạ quyết tâm phá đảo cái đo siêu khó này. Cái đo siêu khó này chắc anh em cũng thừa biết là mấy cái con thực thể ở trong này rồi. Và còn một điều nữa là tôi chưa có phá đảo được. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng phá đảo cho bằng được cái đo siêu khó này. Để kết thúc cái mod này luôn. Chứ bám vô cái mod này lâu quá. Bám vô cái mod này lâu quá mà chưa phá đảo được. Mà mình bỏ luôn cái mod này thì nó cũng kỳ. Cho nên là hôm nay tôi sẽ đi đến cửa 100 ở trong đo siêu khó. Cái đo siêu khó này mấy con thực thể nó quá quen thuộc rồi. Không còn gì lạ nữa. Con Smiler, con Blink, con Silin. Còn con gì nữa ta? Hình như là lặt vặt mấy con đó thôi. Hình như là còn nữa đó mà tôi không có nhớ. Nói chung là ba con đó là ba con đặc sắc nhất của cái đo siêu khó. Không biết phá đảo nổi không nữa. Nghi lắm. À, đúng rồi, có con rết màu đỏ nữa. Nhưng mà con rết màu đỏ với con rết bình thường á, thì hai con nó như nhau à. Không có gì thay đổi cả. Giống như là lấy sơn đỏ tạt lên thôi. Thề chứ, chơi cái đôi siêu khó này kiểu giống như là phải cầm chắc chuột với bàn phím để chơi á. Tại tôi sợ gặp những cái sự cố ngoài ý muốn nữa. Tôi đã hạ quyết tâm rồi cho nên là video này phải phá đảo cho bằng được. Ờ à, đúng rồi, cái con thực thể phòng 50 nữa. Cái con đó mới xào quần. Hồi nãy vô cái phòng này sấm chớp ở ngoài á, nó đánh vô mà chói con mắt luôn á. Trời, tự nhiên cái bị giật mình rồi. Cái này là phải mong là gặp con Smiler càng sớm càng tốt. Ồ, lại con rết màu đỏ à. Ở cái giai đoạn đầu mà không. Rồi đèn chớp rồi. Trời ơi. Hên. Trời, hồi nãy tôi đi ngang qua cái phòng kia tôi đã nghe tiếng đèn chớp chớp là tôi nghi rồi. Đúng như dự đoán luôn con Smiler. Thiệt chứ. Ơi, gặp con Smiler á, mình có núp tủ cũng không trốn được nó nữa. Chỉ có mấy cái đoạn mà đi xuống đây thôi. Thì may ra mới qua mặt được con Smiler. Trời, con Smiler tôi sợ nó lắm. Ghê lắm. Wow, tự nhiên đi tới cửa 20 mấy rồi bắt đầu người nó rung trời. Không biết làm sao rồi nữa. Đó, con Blink nó là vậy đó. Con rết màu đỏ. Ba con rết màu đỏ rồi. Tôi sợ là tôi sợ cái phòng 50 á. Cái phòng đó nó mới là vấn đề. Wow 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 wow. Không, hình như là đèn nó chớp cho vui thôi thì phải. Cái con này thì trời, cam nó rung dữ quá. Trời, cái con kia nó làm cho cái cam của tôi nó rung. Rung mà muốn chóng mặt luôn á. À, giai đoạn của con Six. Sợ là tôi sợ con Smiler á, trong cái đoạn mà chạy với con Six á, sợ con Smiler nó xuất hiện. Trời, nó mà xuất hiện ngay cái lúc mà tôi đang chạy với con Six á, trời nó chui dữ lắm, đỡ không nổi luôn á. Không tài nào đỡ được luôn á. Anh em phù hộ cho tôi phá đảo được cái đồ siêu khó này đi.
nghi lắm. Rồi đua. Sợ con Smiler xuất hiện thôi. Trời ơi là trời. Chết rồi, làm sao đây? Nó chua dã man luôn á. Gặp cái hành lang này là nguyên cái hành lang dài nữa. Cái lợi thế ở cái phòng 50 á là cái ổ khóa. Mình bấm vào cái ổ khóa là mình sẽ được vô cái trạng thái bất tử ở trong phòng 50. Là bất kỳ cái con thực thể gì nó đụng vô mình á, mình cũng không sao hết á. Không chết nè, không mất máu. Cái lợi thế ở phòng 50 là nằm ở cái ổ khóa đó. Thì chứ chơi cái đo siêu khó này á, chơi kiểu phải gồng người lên chơi á. À, con Shadow thôi chứ không có gì đâu. Giật mình. Tự nhiên con Shadow mà mình cũng bị giật mình nữa. Kiểu mình đang bị cái cú sốc ở cái game trước á. Cho nên bây giờ là trong người nó kiểu nó đề cao cảnh giác quá. Đa nghi. Cho nên là gặp cái gì cũng giật mình hết á. Kể cả cái con đó nó có làm hại mình hay gì đi chăng nữa, mình cũng bị giật mình. Khổ. Bây giờ đua nhanh tới phòng 50 luôn. Lại là con Ice. Ủa? Đó, đây là khi mà con Ice nó dùng 100% não bộ để nó xuất hiện ở bên trong cái tường. Hay ha. One hour later. Bây giờ ráng phá đảo cái đôi siêu khó cho nó nhẹ lòng xíu. Hên quá đèn không có chớp. Là an toàn rồi đó. Ôi trời 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 trời. Con Riz. Đó. Chắc chắn vô phòng 50 là phải gặp con này rồi. Nhén con này vãi luôn. Wow, wow, wow. Ở cái phòng 50 đó, nó có một cái chỗ an toàn để cho mình đứng. Là cái chỗ lấy cái tờ công thức á. Chỗ đó là chỗ safe zone luôn á. Hên, hên. Đây, đây là chỗ safe zone. Gì vậy? Wow. Có con Ambush trong này à? Tại sao trong này nó có Ambush? Cũng hơi là phòng 50 á, cái tủ nó không có con 2 cho nên là tôi mới núp vậy. Đang phòng 50 luôn á.
chui. Sao lại có con Amboss ở đây? Wow. Rồi đẹp. Wow. Trời ơi, nặng. Nãy giờ chết ở phòng 50 chắc cũng 4-5 lần rồi đó. Qua được cái phòng 50 rồi nè. Giờ về sau nó mới là căng nè. Về sau nó mới là căng dữ nè. Trời ơi, lo quá. Bây giờ mình lỡ chết một cái hoặc là chơi lại từ đầu. Đây. Trời ơi là trời. Ê. 57 rồi. 58 nè. Ồ, đèn chớp bình thường thôi, không sao. Ủa, đèn chớp cho vui hả ta? Ủa, núp đi. Hên quá, cái phòng bên này nó không có chớp. Đang sợ con Smiler vãi luôn á. Từ từ nha. Ủa, đèn chớp bình thường. Hình quá, đèn không chớp. Mấy rồi? 64 65. Trời ơi, tôi sợ con Smiler vãi. Nè, mở cái cửa này ra mới là sợ nè. Rồi. Wow, đứng đây luôn. Con Smiler tới là cái chắc. Trời ơi là trời. Cái hổm hôm nào á, lúc đó tụi con đang núp ở trong này luôn mà tôi cũng bị con Smiler giết nữa. Trời, con Smiler nó ghê dữ lắm. Tôi đang đè cái nút S đó để đi sát vô trong góc để tránh con Smiler, chứ con Smiler làm ghê quá. Con này là ám ảnh luôn á. À, hên. 68 rồi anh em. Ây da. Nó đang mở mắt á. Ok. Tại vì tôi còn có nửa cây máu và tôi phải tỉ mỉ. 70 rồi, cố lên. Sao nó rung dữ vậy? Ủa sao rung dữ vậy? À, chắc là không có gì đâu. Rồi, đúng luôn. Hên quá, đèn không có chớp. Silent, từ từ. Silent đứng đâu vậy? Ôi! Trời, tí chết trời. Trời ơi. 73 rồi. Ghê vãi, hồi nãy tưởng đâu là có con Silent thôi, giờ con Red nó tới. Sợ vãi luôn á. À. Trời ơi, đi được đến cái khu chiêu rồi. Ê. Cảm giác nó nhẹ hẳn cái người đi luôn á. Cửa mấy rồi ta? 74. Rồi.
75, 76. Đèn không chớp. Lo vãi. Rồi hết pin. Rồi smiley. Cái gì vậy? Trời ơi, con Smiler ở ngoài thêm cái con gì màu đen nữa nè. Trời ơi, giờ cam nó rung quá anh em ơi. Rung dã man luôn á. Mà cái con màu đen này là gì đây? Why hả? Là cái con đó đó hả? Con đó là con quái hả? Trời ơi, cái con quái nó một phát thôi kích ra khỏi game luôn kìa. Tranh thủ nè. Bảy hai. Bảy ba. Rớt màu đen. Phải phá đảo cho bằng được. 74 rồi. 75. Trời, tôi phải đếm từng phòng vậy để tôi trấn an nha. Bảy bảy. 78. 79. Hơn quá, tới phòng con xích. Gặp được mấy cái con mắt này là cảm giác trong người nó kiểu nó an tâm hơn á. 83. 83. Đua. Rằng trong cái quá trình tôi chạy sẽ không có xuất hiện con gì hết. Đẹp. 92 rồi. Chín mươi ba rồi nè. 94. Ủa, ăn bớt rồi. Gì ăn bớt? Gì xuất hiện đi qua đi lại hai lần trời. Rồi cãi nó đi. 95 rồi. Tôi đang run vãi luôn á, tại vì gần đi đến cửa 100 rồi. Hình quá đèn không có chớp. Nhanh luôn, nhanh luôn. Hay quá, 99. Hơ. Sắp phá đảo rồi. Trời, giờ tới khúc này mà tôi mà chết cái nữa thôi là đổ xong đổ bể hết.
Cái gì vậy? Khỏe rồi anh em ạ. Tới đây là khỏe rồi. Trời trời ơi, mong con Fitger nó không thấy. Nhìn luôn, nhìn luôn. Trời, cố lên. Sắp xong rồi anh em à. Cái cuối. Tuyệt vời. Rồi chạy chạy chạy. Ôi đua đua đua. Xong à, trời ơi nó mệt. Phá đảo xong cái nó mừng gì đâu luôn á. Nhìn thoáng ngoài nó nhanh vậy thôi chứ gần hai mươi mấy ba mươi mấy game luôn á anh em. Ôi cuối cùng chúng ta đã xong cái đồ siêu khó rồi. Giờ đợi đồ nó update chapter 2 thôi. Cái đồ siêu khó này phá đảo xong cái nó khỏe là kiểu giống như là chúng ta sẽ không bao giờ quay lại cái đồ siêu khó này nữa. Đây là lượt cuối cùng tôi đặt chân vào đồ siêu khó. Và mình là Miss. Nếu mọi người hãy nhớ để lại cho mình like với một đăng ký kênh. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.